nghĩ trong cái trận đấu ngày hôm nay, tại vì trận đấu này là trận đấu cũng coi như là quyết định của vòng bảng của An. Thì trước thi đấu Tuấn An đã cố gắng và cùng nhau đồng lòng để đem về thành tích cao nhất cho đội. Đây là thành tích mà của cả đội bỏ ra. Cảm ơn mọi người. Tính đến thời điểm thì bạn hài lòng thì Tuấn An cũng hài lòng với đội của An rồi, nhưng mà đội của An cũng sẽ cố gắng để hoàn thành hơn nữa thì thì đó cũng là một áp lực với đội An, nhưng mà đối với đội An thì bây giờ không có gì là không thể. Thì riêng bản thân An thì mang hứa với lòng chắc là nhất định phải vô, vì đồng đội, vì tất cả những người đang theo dõi cũng như ủng hộ đội bóng thì An nhất định phải thể hiện ra mình không chấp bóng vô gỡ. Được đi cùng với tất cả mọi người để được xem các trận đấu của đội tuyển bóng rổ Việt Nam ở giải 3x3. Thì sáng giờ mình đã xem rất là nhiệt tình tất cả các trận đấu và mình cảm thấy là đội tuyển Việt Nam mình có niềm tin để đổi màu huy chương. Và thực sự thì xem đội bóng nữ của mình chiến thắng vào sáng nay, mình đã rất là gọi là chạy hết mình và rất là cảm kích, bởi vì chiến thắng rất là sáng sao. Và sự thì không hồi hận và không gọi là đáng tiếc để mà cất một quãng đường xa để tới với Cambodia. Và sau khi mà chứng kiến đội tuyển nữ đã chiến thắng và vượt vào vòng bán kết sớm thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì cái dư âm mà đội tuyển nữ đã mang được huy chương vàng từ Asian Tour 3x3 vừa rồi về đã làm cho đã nhân đôi cái cảm xúc của bọn mình đến bây giờ. Và thật sự bọn mình có thể nói là